Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền, xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo Tát Đại chứng minh. Đệ tử chúng con nương ngoài lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, xin được bạch thỉnh chư Đại Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng, theo hành nguyện của các ngài quang giang nơi pháp hội chứng minh và gia hộ, cùng nương ngoài lực của Đức Phật Bổn Sư thỉnh hết thầy chư chúng đà phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thầy chúng quỷ thần, vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo ai lực Phật vâng tầm về nơi pháp hội hôm nay. Theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con, chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn già lam chùa Ba Vàng, xin các ngài ủng hộ cho chúng nghe con. Kinh bạch các ngài nương lòng từ bi và sự chỉ dạy trên sư phụ, nhưng mùa an cư kiên hạ của chư tăng đệ tử chúng con, tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng, xin thành tâm đối trướng Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tăng tháng công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trường phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vâng tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hương khai bạch Tam Bảo chứng minh giá trị, chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập càng công đức theo mùa an cư kiên hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tùng Địa Dùng Xuất thứ 15. Chúng con xin nguyện đem công đức lành này hồi hướng đến ứng chư Phật bao tư trọng ứng phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tài Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thành tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chánh pháp Phật, đem hạnh phúc cho những thiên và muôn loài, càng chung ác ma phá hoại Phật Pháp, cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ đường sức khỏe trụ thế xa ba được dài lâu, để hoằng dương giáo Pháp Phật phổ độ quần sanh.
và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chân pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiền kiếm cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng các chúng oán gia trại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật pháp khiến được hưng thịnh, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức, phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng gia hộ Bồ Tát Ma Tát. Chí ở tâm ma đàn na lê, Nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a chư Phật. Chí tâm ma đàn na lê, Nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên nghe tôn pháp. Chí tâm ma đàn na lê, Nam ma mô thập ma vương nghe hư không a giới a nhật a thiên a hiền a thánh a tăng. Phạm ma vi diệu rực sâu vô thường, trăm nghìn muôn ức kiếm khó gặp mới. Con nay thầy nghe
được thọ trì nguyện hiệu nghĩ chân thực của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bay cuốn, dòng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Trong cổ nướng cam lộ dịn nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát. Bên răng ngọc trắng tuôn xa lời, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nghe Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Tùng Địa Dùng Xuân Thứ 15. Lúc bây giờ các vị Đại Bồ Tát ở cõi nước vương khác đông hơn số các của tam sông Hằng. Ở trong đại chúng đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu bằng lòng cho chúng con lúc sau khi Phật diệt độ ở tại cõi ta bà này, xin tu thân tấn giữ gìn đồng tùng biên chém cung dường kinh điển này, đời chúng con sẽ ở trong cõi đây mà rồng nói đó ghi đó vần bảo các chúng Đại Bồ Tát Thiện Nam Tự. Thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này. Vì sao? Vì cõi ta bà của ta tự có chúng Đại Bồ Tát số đông bằng số cát của sáu muôn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát có sáu muôn Hằng à ra quyến thuộc những người đó. Có thể sau khi ta diện đô hộ trì độc tùng rồng nói kinh này, đúng phần nói lời đó cõi ta bà trong tam thiên đại thiên cõi nương đất đều rung nứt, mà ở trong đó có vô lượng nghìn muôn nước vị Đại Bồ Tát. Đồng thời vọng ra các vị Bồ Tát đó thân đều răng vang đủ 32 tượng tô cùng vô lượng ánh sáng trước đây đều ở dưới cõi ta bà này, cõi đó trụ giữa hư không. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng nói của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nên từ dưới mà đến, mỗi vị Bồ Tát đều là bậc đạo thủ trong đại chúng, đều đem theo sáu muôn ngàn gia quyến thuộc muôn là những vị đem năm muôn bốn muôn ba muôn hai muôn một muôn ngàn gia quyến thuộc muôn là những
đến những vị đem một hằng ngà xa, đưa hằng ngà xa một phần hằng ngà xa nhẫn đến một phần trong nghìn muôn ức na do ta phần hằng ngà xa quyến thuộc huống là những vị đem nghìn muôn ức na do ta quyến thuộc huống là đem ức muôn quyến thuộc huống là đem nghìn muôn trăm muôn nhận đến một muôn uống là đem một nghìn một trăm nhận đến mười quyến thuộc uống là đem năm bốn ba hai một người đệ tử huống lại là những vị riêng một mình ưa hạnh viên ly số đông vô lượng vô biên dường ấy tính đêm thế dù chẳng có thể biết được các vị bồ tát đó từ dưới đứng lên đều đến nơi tam đêm bảy bao chùa của đứng đa bảo Như Lai và Thịnh Ca Mâu Ni vẫn đến nơi rồi hướng về hai vị Thế Tôn mà đầu mặt lấy chân Phật và đến chỗ Căng đứng Phật ngồi trên tòa sư tử dưới cội cây bao cũng đều làm lễ đi quan bên mang ba vòng chấm tay cung kính dùng các cánh người khen của Bồ Tát mà người khen Phật rồi đứng qua một phía ưa vui chim ngưỡng ai đứng Thế Tôn từ luôn các vị Bồ Tát do từ dưới đức vọt lên dùng các cánh người khen của Bồ Tát mà khen ngợi Phật thời gian đó trải qua 50 tiểu kiếp bây giờ đứng Thích Ca Mâu Ni Phật nín lặng ngồi yên cùng ngàn tự chúng cũng đều nên lặng 50 tiểu kiếm vì do sức thần của Phật nghiêng hàng đại chúng cho là như nửa ngày bây giờ hàng tự chúng cùng nhờ sức thần của Phật thầy các Bồ Tát đầy khắp vô lượng nghìn muôn ứng cõi nước hư không trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư thượng hạnh vô biên hạnh tịnh hạnh an lập hạnh bốn vị Bồ Tát này là bậc thượng thủ xướng đạo sư trong chúng đó ở trường đại chúng bốn vị đồng chấm tay nhìn đứng Thích Ca Mâu Ni Phật mà hỏi tâm rằng thưa Thế Tôn có được in bình định nào an vui luôn chăng những người đáng đổ thọ giáo dễ chăng chẳng làm cho đứng Thế Tôn sanh mỏi nhọc chẳng khi đó bốn vị đại Bồ Tát nói kể rằng Thế Tôn đường an vui in bình cùng in nào giáo hoa các chúng sanh đằng không mỏi nhọc nghe lại các hàng chúng sanh thọ hoa có về chăng chẳng làm cho Thế Tôn sanh nhọc mệt đó ư lung bấy giờ đứng Thế Tôn ở trong đại chúng Bồ Tát mà nói rằng đúng thế các thiện nam tử đức Như Lai an vui ít bệnh ít não các hàng chúng sanh hóa độ được dễ không có nhọc mệt vì sao vì các chúng sanh đó từ nhiều đời những lại thường được ta dạy bảo mà cũng từng ở nơi các phần qua khứ cung kính tôn trọng trong các cõi lành càng chúng sanh đó mới vừa thấy thân ta nghe ta nói pháp liền đều tin nhận vào được trong huệ của Như Lai trừ người chưng đã tu tập học hành tiểu thừa những người như thế ta cũng khiến được nghe kinh này vào trong huệ của Phật lúc ấy ca vị đại Bồ Tát nói kể rằng ấy tay đứng đại hùng Thế Tôn các hàng chúng ra
nhân đầy đều hóa độ được về. Hãy hỏi các đứng Phật về trí huệ rất sâu, nghe pháp rồi tin làm chúng con đều tùy hỷ. Khi đó đứng Tế Tôn khen người các vị đại Bồ Tát thượng thủ hay thay hay. Đại thiện nam từ các ông có thể đối với Đức Như Lai mà vang lòng tùy hỷ. Bấy giờ Ngài Di Lặc Bồ Tát cùng 8.000 hằng a gia các chúng Bồ Tát đều nghĩ rằng chúng ta từ xưa nhận lại chẳng thấy chẳng nghe các chúng đại Bồ Tát như thế từ dưới đất vọt lên đứng trước Đức Tế Tôn chắp tay cúng dường thăm hỏi Như Lai. Lúc đó Ngài Di Lặc đại Bồ Tát biết tâm niệm của 8.000 hằng a gia chúng Bồ Tát cùng muốn tự giải quyết chỗ nghi của mình, bèn chắp tay hướng về phía Phật nói kệ hỏi rằng: Vô lượng nghìn muôn ứng các Bồ Tát đại chúng từ xưa chưa từng thấy nguyện đấng lưỡng túng nói là từ chốn nào đến do nhân duyên gì nhóm thân lớn đại thần thông chi huệ chẳng nghĩ bàn chỉ niệm kia bên vẫn có sinh những nhục lớn chúng sanh chỗ ưa tay là từ chốn nào đến mỗi mỗi hàng Bồ Tát đem theo các quyền tuồng số đông không thể lượng như số hằng hà xa. Hoặc có đại Bồ Tát đem 60 hằng xa các đại chúng như thế một lòng cầu phận đạo, nhưng đại sư đó thấy 60 hằng hà xa đều đến cúng dường Phật cùng ngộ trì kiến này đem 50 hằng xa do này ơn gió đến 4 muôn và 3 muôn 2 muôn đến 1 muôn 1.100 thay nhân đến 1 hằng xa nửa và 34 phần 1 phần trong ngực muôn nghìn muôn na do ta muốn ứng căng đệ tử nhân đến đem nửa ức số đông lại hơn trên 100 muôn đến 1 muôn 1.000 và 150 cùng 10 nhân đến 321 riêng mình không quyến thuộc ngựa tên ở riêng văn đều đi đến chỗ vân số đây càng hơn trên càng đại chúng như thế. Nếu người văn thể đêm qua nơi kiếm mặn xa còn chẳng thể biết hết. Các vị oai đức lớn chúng Bồ Tát tinh tấn ai vì đó nói pháp giáo hóa cho thành tựu từ ai đầu phán tâm xứng dương phần pháp nào thọ chỉ tu kinh gì tu tâm phần đạo nào càng Bồ Tát như thế thường thông dẫn đi lớn đứng bốn vương rung đứng đều từ đứng vọt lên Thế Tôn con từ xưa chưa từng thấy việc đó dinh vật nói danh hiệu còi nữa của kia ở con thường qua các nước chưa từng thấy chúng này còn ở trong chúng đây bèn chẳng quen một người thoàn vậy từ đấn lên mong nói nhân duyên đó nay trong đại hội này vô lượng trăm nghìn ưng các chúng Bồ Tát đây đều muốn biết việc này hàng Bồ Tát chúng kia công ngọn nhân duyên đó Thế Tôn đứng vô lượng cuối mong quyết lòng nghĩ khi ấy các vị vân của Đức Thích Ca Mâu Ni vân thân từ vô lượng nghìn muôn ức cõi nước ở phương kháng đến ngồi xếp bằng trên tòa sư tử dưới các cội cây báu nơi trong 8 phương hằng thị giả của phần đó đều thấy đại chúng Bồ Tát ở 4 phương cõi 8 thiên đại thiên từ đất vọt lên trụ trên hư không đều bàn với vân minh rằng Thế Tôn các đại chúng vô lượng
phiền vô biên a tăng kỳ bồ tát đó từ chốn nào mà đến lúc ấy các đức phật đều bao thị gia các thiện nam tử hãy chờ giây lát hiện có vị đại bồ tát tên là Di Lặc là vị mà đứng Thích Ca Mâu Ni Phật thọ ký kế đây sẽ làm Phật đã hỏi việc đó đức phật sẽ đáp các ông từ đương nhân đây mà được nghe bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Di Lặc bồ tát ấy đây a dừng đã bèn có thể hỏi phật việc lớn như thế các ông phải chung một lòng mặc dám tinh tân phát ni bền vững nay đứng Như Lai muốn hiện phát tuyên bày trí huệ của các đức Phật xứng thần thông tự tài của các đức Phật xứng sự thế mạnh nhân của các đức Phật xứng ngôi thế mạnh lượng của các đức Phật khi đó đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng phải một lòng tin tưởng ta muốn nói việc này trở nên có nghi hối chí phần chẳng nghĩ bàn ông nay gắng xưng tin chủ nơi trong nhẫn thiện chỗ pháp xưa chưa nghe nay đều sẽ được nghe nay ta an ủi ông chớ ôm lòng nghi sợ vẫn không lời chẳng tiên trí huệ chẳng nghĩ bàn vẫn đằng phạm bưng những đứng sau có vương biển như thế nay sẽ nói các ông một lòng nghe khi đứng Thế Tôn nói kể đó bảo ngài Di Lặc Bồ Tát nay ta ở trong đại chúng này tuyên báo các ông A Dật Đa các hàng đại Bồ Tát vô lượng vô số A Tăng Kỳ từ dưới đấn vọt ra mà các ông từ xưa chưa từng thấy đó chính ta ở cõi Ta Bà luôn đằng vô thượng chánh đằng chánh giác rồi giáo hoa chỉ dừng các Bồ Tát đó điều vùng tâm kia khiến vang đạo tâm các vị Bồ Tát đó ở phía dưới cõi Ta Bà cõi đó trụ giữa hư không ở trong các kinh điển đồng tụng thông lẽ suy gẫm do hiểu nghĩ tưởng chân chánh A Dần Đa các thiền nam tử đó chẳng tinh ở trong chúng nhiều nói bàn thường ưa ở chỗ vắng siêng tu tình tân chưa từng thôi dứt cũng chẳng nương tựa người trời mà ở thường am trí tuệ sâu không có chướng ngại cũng thường am nơi pháp của đức Phật chuyên lòng tinh tấn cầu huệ vô thượng lúc đó đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng A Dần Đa nên biến các Bồ Tát lớn này từ vô số kiếp lại tu tầm trí huệ phần đều là Ta Hoa Đồ khiên phán đại đạo tâm chúng đó là con ta ý chí thế giới này thường tu hành đầu đà chỉ tên ở chỗ vắng bồ đại chúng ngôn nào chẳng nghe nói bàn nhiều các vì đó như thế hồng tầm đạo pháp ta ngày đêm thường tinh tấn vì để cầu Phật đạo ở phương dưới Ta Bà chủ giữa khoáng hư không xứng chi niệm bền vững thường siêng cầu trí huệ nói các môn pháp màu tâm kia không sợ xẹt ta ở thành già ra ngồi dưới cội bồ đề thành bằng tôi trinh giáng chuyện pháp luân vô thường rồi mới giao hoa đó khiến đầu phạn đạo tâm nay đều trụ bận tôi đều sẽ đặng thành Phật nay ta nói lời tưởng các ông một lòng tin ta từ lâu xa lại giáo hòa các chúng đó luôn bây giờ ngài Di Lặc đại Bồ Tát cùng vô số chúng Bồ Tát lòng sanh nghi hoặc lấy làm là chưa từng có mà nghĩ rằng thế nào đức Thế Tôn ở trong thời gian rất ngắn mà có thể giáo hóa vô lượng vô biên tăng kỳ các đại Bồ Tát đó là
làm cho chủ nơi vô thượng chính đẳng chánh giác. Liền bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai luôn làm đại từ, rời gọi cung dòng tên ngồi nơi đạo tràng. Cánh thanh gia gia chẳng bao gia đẳng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Từ đó đến nay mới hơn 40 năm. Đức Thế Tôn, thế nào ở trong thời gian ngắn đó làm nên phận sự lớn? Do thế lực của Phật, do công đức của Phật, giáo hóa vô lượng chúng Bồ Tát lớn như thế sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế Tôn, chúng đại Bồ Tát này, giả sử có người trong nghìn muôn ứng kiếp đêm không thể hẹn chẳng đặng ngàn mẹ chúng đó từ lâu nhận lại ở nơi vô lượng vô biên càng đức Phật trồng càng cõi lan thành tiểu đạo Bồ Tát thường tu phàm mạnh. Thế Tôn, việc như thế đời dân khó tin. Thì như có người sắc đẹp tóc đen tuổi 25, chỉ người trăm tuổi nơi đó là con của ta, người trăm tuổi nó cũng chỉ gã tuổi nhỏ nói là cha ta đẻ nuôi ta. Thầy, viện đó có tên Đương Vương cũng như thế, từ lúc thành đạo nhưng đến nay kỳ thiệt chưa bao lâu mà càng đại chúng Bồ Tát đó đã ở nơi vô lượng nghìn muôn ứng kia. Vì vâng đạo nên chiến tu tinh tấn theo nhầm xuân chủ nơi vô lượng nghìn muôn ứng tam muội đẳng thần tông lớn tu hành thanh tịnh đã lâu. Khéo hay tứ đệ tầm các pháp lành giỏi nơi vấn đáp là báu quý trong loài người. Thường cả thế gian rừng là in có ngày này đừng để tôn mới nói luôn đằng vườn đạo ban đầu khiến kia vạn tâm giao hoa chỉ dày diệu dàng làm cho kia hướng về vô thường chánh đăng chánh giảng. Đừng thế tôn thành phần chưa bao lâu mà bèn có thể làm được việc công đức lớn này. Chúng con giàu lại tin phần tùy cơ nghi nói pháp lời phần nói ra chưa từng hư vọng chỗ vàng biển thầy đều thông xuống. Nhưng các Bồ Tát mới vắng tâm sau khi vần diện đó nếu nghe lời này hoặc chẳng tin nhận sanh nhân duyên tội nghiệp phá chánh pháp. Kính thưa Thế Tôn, mong vì chúng giải nói trừ lòng nghi của chúng con và các thiện nam tử đời vị lai nghe việc này rồi cũng chẳng sinh nghi. Lúc đó ngài Di Lặc muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng: Phật xưa từ dòng thân xuất gia gần già gia ngồi dưới cây Bồ Đề, đến nay còn chưa ra cả ngàn phần tử này số đông không thể lượng lâu đã tu Phật đạo. Thù nơi xưng thần tông kéo hồng đạo Bồ Tát chẳng nhiễm pháp thế gian như hoa sen trong nương từ đất mà vòn ra đều sinh lòng cung kính đứng nơi chướng Thế Tôn. Viện đó có nghĩ bằng thế nào mà tin được phần rằng đạo rừng gần chỗ thành tựu rất nhiều mong vì trừ lòng nghĩ như thiệt phân biệt nói thế như người trẻ mạnh tuổi mới 25 chỉ người trăm tuổi già tống bạc và mạnh nhân bọn này của ta sanh con cũng nói là cha cha trẻ mà con già mọi người đều chẳng tin Thế Tôn cũng như thế đẳng đạo đến nay gần các chúng Bồ Tát này chỉ vâng không khiêm nhường từ vô lượng kiếp lại mà tu đạo Bồ Tát giỏi nơi càng ngồi đám tâm kia không sợ dệt những nhục lòng quyết định đoán chanh có oai đức mười phương Phật khen người khéo hay phân biệt nói chẳng tinh ở trong chúng thường ưa ở thiền định vì cầu phần đạo vậy chủ hư không phương dưới chúng con từ Phật nghe nơi việc này không nghi nguyện vâng vì người giao diện nói khiến rõ hiểu nếu
người ở kinh này sanh nghi lòng chẳng tin liền phải đọa đường dự mong nay vì dài nói vô lượng Bồ Tát đó thế nào thời gian ngắn giáo hoa khiến phán tâm mà chủ bần bân tối nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni Nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tác đại chứng minh phục nguyện tam bảo chứng minh nói thân ngộ niệm bồ tát thánh tăng phạm vương đế thích tự thiên vương chuông thiên long bằng bồ Hộ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiện Thần Đồng Thủy Chứng Minh Gia Hồ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thực có trong ngày hôm nay đối với thân thực hành thiểu dục tri túc đối với khổ nói lời thanh tịnh xa rời các dục đối với ý thường tư duy chánh pháp chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con từ đại điều hòa trụ thế xa ba dài lâu đời đời các kiếp vì lai thì hiện mang ánh sáng trí tuệ ban nhà của các đức như lai phổ độ quần sinh khiến cho muôn loài đều thâm nhuận lời đức phật dạy tin sâu những quả phạn tâm bồ đề ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni phật tử đang tu tâm tại chùa bền thực được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp nguyện cho những dân phật tử thiện nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình mà được bình căn thuyền giảm gia quyền an khang lòng tin nơi tam bảo ngày càng sâu tâm từ bi đối với chúng sanh tăng trưởng nguyện cho các ứng linh chiến sĩ trừng vong đồng bào từ nạn dân quân du kích tự về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loài côn chứ vì hướng lính gia tiên nội ngoại kiếp này và các kiếp trước. Các hướng linh oán gia tại chùa của tăng ni Phật tử tại chùa các hướng linh có những duyên tại địa cuộc này. Các hướng linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng tùy theo phúc báu cung dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà được phát tâm giang tinh lìa khổ u minh khởi niềm từ bi xa lìa đường khổ tín sau tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui. Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam. Cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dựng trừ nạn dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua vàng sớm được sanh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật từ chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này.
chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đông đừng càng nàng được cho biên đông và lũ quét lục lội tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nàng dịch này cho chúng nghe sanh. Hồi hướng cho chúng nghe hành bên quỷ vương ác độc quỷ vương đang quỷ vương huyết lệ sâu quỷ vương cung căng tiêu quỷ tư có liên quan tới ác năng của những loài. Nguyện cho chúng quý này được nương công đứng tu tâm pháp lục hòa của chúng con mà tăng phụng tăng duyên giác ngộ Phật pháp tứ bỏ việc ác hộ trì việc thiền phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lư thực hành công hành bồ đề truyền tài Phật pháp phổ độ chúng sanh cầu vô thượng bồ đề. Nguyện cho nước nhà có phúc dân tộc trung kiên trì đứng trọn đầy những tâm hòa lạc già trẻ kính nhường trí ngu chẳng nghịch mọi người chung sức giúp nương an dân nghe người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng dòng Việt Nam khang thế tâm đồng quay về nguồn xưa phát minh bản địa mong cho ba nghiệp chẳng tiêu chứng tâm tỏ rõ quốc độ thanh bình đạo đời yên ổn khắp nguyện nghe phước ban gấp tất cả đức độ quần sanh Phật pháp thịnh hưng tam đồ dân nghe sạch na nam ma mô Phật Bồn Nghệ Sư Thịnh Ca Mâu Ni. Tùng kinh công đừng có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sanh thầy đều thể nhập vô sanh nhận. Nguyện tiêu ba chướng sanh phiền não, nguyện được trí tuệ thực sáng ngời. Nguyện các tuổi chương thấy tiêu trừ đời đời thường hành Bồ Tát đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan trải mười phương khắp tất cả hiện thầy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quý y Phật nghe nguyện cho chúng sẽ hiểu thấu đạo lớn nghe phát tâm vô thường. Từ quý ái pháp mê nguyện cho chúng sẽ thâm nhập kinh tạng trí tuệ như biển. Từ quý ái tăng nghe nguyện cho chúng sẽ lý đại chúng